lòng một tí ở nơi đau buồn, nơi hạnh phúc đang đông đầy. Yêu xa là trong ngóng, yêu xa là nhớ đến mỏi mòn, là những khoảng cách tuổi thân cần một vòng tay ôm vào nhưng không chọn, là khi bàn tay muốn tìm lấy nhau vô tình tìm hoài mà không thấy. Nhưng tha vào đó là những ai coi như thương đông đầy ở tim này. Một chút thì hy vọng để cho tình yêu này thêm lớn, và giờ em đang tập cách vào niềm tin vào nơi anh nhiều hơn. Dù là thật gốc khi lao vào tình yêu mà ta chưa gặp nhau, ở thì cứ đặt lòng tin đi, em tin là sẽ có phép màu. Dù là cuộc tình thứ mấy cũng như là tình đâu, quan trọng gì đâu người mới người cũ hay đơn giản là nghĩ đến sau. Ngày mới của em mỗi ngày bây giờ sẽ bắt đầu sớm hơn, hình thành thói quen cho anh dậy sớm và đôi lúc cũng là giận hờn, nghĩ là mắc cười thật. Đi học về vứt cặp một góc, nằm đợi phone anh tâm chuyện một tí rồi mới ngoan ngoãn lên bàn học. Trong những cuộc vui của bạn bè em thấy ai cũng có cặp, nơi em chắc buồn một tí nhưng mà không sao chứ sao gì cũng gặp. Nhiều khi đi ngoại phố thấy người ta đi bên nhau thật ấm áp, bỗng thấy tuổi thân ghen tị thành cao xiết tay để thêm chút can đảm. Yêu xa bằng những tin nhắn yêu thương cùng một thời điểm ở hai nơi, nhưng khi gặp nhau thì lại im lặng mỉm cười và không nói nên lời. Yêu xa em mới nhận ra bản thân mình có khả năng chờ đợi, từ chối tất cả để dành một chỗ cho người quan trọng nhất trên đời. Yêu xa là thương nhau, là nước mắt, là tình yêu, và là khoảng cách không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Chọn đi sai con đường, nhưng biết làm sao khi trái tim tao giờ chỉ dành cho đối phương. Ở thì yêu xa đó, có gì quan trọng ngoài tình cảm. 5 giờ sáng, 12 giờ trưa, thời gian quen thuộc của ảm đạm. Và tao biết đôi khi mệt mỏi đè nặng trên đôi vai này, cảm thấy buồn khi người ta hỏi liệu rằng có biết đến ngày mai. Điều duy nhất có thể trả lời là do chính lòng tin ở tao, và điều duy nhất có thể trả lời là không cần biết sẽ ra sao. Tao tin một ngày rồi yêu thương sẽ kề bên, chờ đợi và khoảng cách không bằng hơi ấm được đáp đền. Chưa lúc nào tao biết nản, dù là tâm nếm việc cô đơn, thà giữ trong tim thay vì tự làm tổn thương nó thêm nhiều hơn. Đến bây giờ điều tao muốn nói là mày đừng xa tao, tao không thể bước tiếp nếu như một ngày tao và mày xa nhau. Có thể trong cuộc sống có rất nhiều người cuối cùng, nhưng tao mong tình cảm tôi dành cho mày sẽ là người cuối cùng. Production.